Xin chào các bạn Đây là vườn Mai Thái Hôm nay mình đưa các bạn đến để thăm vườn Mai Thái Và xem cách người dân chiết cành Bẻ cành từ cây mai ra Đấy, Từ cây mai, gốc mai trưởng thành ra Để ra những cái mầm giống, cành giống Mà đây là hôm nay là cuối tháng 11 âm lịch nha các bạn nhé Các bạn nhìn lá này Đấy, chủ vườn là bận quá chưa hái được và các bạn nhìn lá này đấy vẫn xâm cực kỳ luôn lá to dài đấy bận quá không hái được các bạn ạ Và đây là bác chủ vườn đang cưa cành chiết cho ra dễ rồi xong rồi thì là bây giờ mới cưa ra để làm giống đấy các bạn ạ đấy, lá này vẫn sầm lắm các bạn ạ vườn này đến tuổi hái rồi nhưng mà uh, chưa có thời gian để hái đấy. được một cành rồi đấy các bạn đấy các bạn nhìn dễ này đấy. khách đến uh, mua cây giống là uh, cắt cành trước thế còn lúc nào có thời gian thì là lại uh, hái lá sau Đấy, khi cắt xong rồi mang xuống lại cuốn lại Cuốn chắc chắn lại Xong bắt đầu mới giao cho khách để khách mang về Dễ đẹp lắm rồi các bạn ạ Phải kiểm tra từng cành một Nếu cành nào mà không có dễ Hoặc là dễ không đảm bảo là không lấy đâu Đấy các bạn nhìn này Một cái ngọn Hái xong cái lá này xong Thì là những cái cành đấy Chúng ta vẫn có thể chiết được Ra Làm giống nhé các bạn nhé mà vườn mai này là mới trồng được từ cuối tháng 3 âm lịch các bạn ạ. Thì bây giờ là tháng 11 thì nó ra là mấy tháng các bạn? Mới có 9 10 tháng thôi các bạn ạ. Đấy. 9 10 tháng thôi mà lá này cây tốt. Là bắt đầu chúng ta có thể chiết được giống nhân giống ra vườn khác các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn những tàu lá này. Úi. Xâm lắm mà lá to lắm các bạn ạ. Cái loại này thì chủ yếu là lá A và lá B Chứ lá C thì rất là ít Và nó dày Cái loại này của mình thì là các bạn yên tâm là lá vừa dày vừa to Thì nó dao động từ 75 đến 80 lá trên 1 kg Các bạn nhé, lá tươi Đấy này. Cái măng mới trồng được có 8 9 tháng mà đã có cái cây to như thế này đây. Đấy, lá này các bạn này. Đấy, những tàu này. Đấy. Đây chiết cành nha các bạn này. Nếu bóc ra mà dễ đủ điều kiện rồi thì chúng ta cắt lá đấy. Cái loại này lá rất là to, này các bạn này. Đấy. Đây là lá mai thái nhé các bạn nhé. Lá mai thái này nó có màu xanh đậm. Nó không như cái mai vàng. Mai vàng thì màu xanh nhẫn chuối. Còn cái này là mai thái là màu xanh đậm này. Đấy. Bàn tay của người đàn ông. Để vào mà nó vẫn lọt thọn bên trong ấy. Đường kính phải có tầm 17, 18 đến 20 nhé các bạn nhé. 15, 17, 18 đến 20. Đấy, đống lá này ngắt vào đây để ngồi vào bóng mát để nhặt lá đấy các bạn ạ cái lá này nó dày ưu điểm vừa dày vừa to vừa dài các bạn ạ năng suất thì nhất của đất đấy các cành này các bạn nhìn này 15 16 tàu luôn chứ không phải là dăm 7 tàu đâu nha các bạn nha đấy Đây, hôm nay mình đưa các bạn đến thăm vườn Mai Thái. Nguyên Mai Thái. Đây. Khóm này trồng cũng từ đầu năm đây các bạn này. Cái vườn này là trồng từ cuối tháng 3. Âm lịch mà bây giờ là cuối tháng 11 âm lịch. Các bạn có thể thu hái lá sau 6 tháng thì từ khi trồng. Và đến cuối năm là chúng ta có thể chiết cành nha các bạn nhé các bạn trồng chỉ trong 6 tháng là các bạn thu hồi lại vốn ban đầu và đây là vườn mai của mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 0898 717 146 mình sẽ tư vấn cho các bạn nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo